không sợ thiếu cơ hội. Bạn phải thực sự giỏi. Chúng ta cứ mãi là con ngựa lanh quanh đi tìm đồng cỏ, nhưng hãy cố gắng bình tĩnh, tự tin và trở thành một đồng cỏ tuyệt vời. Và cái đó bạn cứ tha hồ bạn chọn những con ngựa nào phù hợp nhất đến chơi với bạn. Em ơi, là khi mà ta cùng trao nụ hôn bằng sự non nớt, ta nuôi tình yêu của ta bằng những mộng mơ khi vừa 21, 22. Gánh nặng cuộc sống đè lên vai ta, và khi vừa bước vào năm 23 là những nụ hôn cũng dần thưa thớt. Ta mặc kệ hết thế giới để yêu nhau, rồi lại không chia tăng thời gian. Em chọn cách ôm lấy cho cơn đau, rời đi thật xa mà không một lời than. Quá khứ anh chia làm hai phần, anh giữ hết lại những sai lầm. Còn lỡ duyên trời ban thì câu chuyện ta dở dang, baby. Cái niềm tin của bạn là một cái điều quan trọng. Khi mà các bạn để cho người khác bảo là bạn không làm được thì họ sẽ đúng thôi, bạn sẽ từ bỏ và họ sẽ đúng là bạn không làm được. Thế nhưng khi bạn gạt cái ý đấy ra khỏi đầu bạn thì bạn sẽ là người làm được. Bởi vì ở đây bạn chỉ có làm được hoặc không làm được. Bạn nghe người ta bạn không làm được, hay là bạn nghe chính bản thân mình bạn làm được. Giờ đây là em, người anh mơ ước bao đêm. Gửi đến cậu, người luôn nỗ lực hết mình. Phải, thế giới này thật sự tàn nhẫn. Có thể con người ta sẽ bị đánh ngã hết lần này đến lần khác, rứt đầu mẻ trán, có khi còn chẳng muốn bỏ dậy nữa. Nhưng có lẽ chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa thôi, mọi thứ sau này sẽ trở nên khác biệt. Đừng nhìn về quá khứ nữa, nó sẽ chỉ khiến bạn đau lòng. Hãy cứ hết mình ở giây phút hiện tại, mọi thứ chắc chắn sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. Chúng ta nhất định rồi sẽ ổn thôi. Ước mơ đều giống như một tòa tháp cao lớn và kiên cố. Muốn đặt chân đến đỉnh tòa tháp đó, chúng ta phải chấp nhận thử thách và leo lên đó bằng tất cả sức mạnh mà mình có. Nếu ai đó nói với tôi rằng tôi không thể làm được, thì tôi sẽ mỉm cười và tiếp tục làm công việc mà tôi đang làm. Bởi tôi tin rằng mỗi ngày tôi đều tiến bộ hơn, mỗi ngày lại gần hơn với đỉnh vinh quang. Hãy tự truyền thêm động lực cho chính bản thân mình. Bởi vì không cần biết kết quả sắp tới sẽ như thế nào, nhưng các con sẽ làm hết sức khả năng của mình. Kỳ tích không chiều cố bạn, hãy biến bản thân trở thành kỳ tích. Tớ biết, hiện tại việc học hành khiến cậu trở nên áp lực và mệt mỏi. Cậu không còn đủ sức nhìn rõ mọi thứ nữa. Thể chất, tinh thần và tương lai, mọi thứ đều mơ hồ không rõ. Thế nhưng, mỗi người chúng mình lại có một con đường riêng để đi, và không ai có thể đi thay mình trên con đường ấy. Mong cậu nhất định đừng buông xuôi xuống, bởi vì cuộc sống của cậu sẽ không bao giờ dừng lại ở đây. Lý do để từ bỏ thì rất nhiều, nhưng lý do để cố gắng thì chỉ có một: kiên cường hơn một chút, nỗ lực thêm một chút. Hãy luôn tin rằng mọi thứ tốt đẹp đều đang dần chậm đến. Miễn là bạn không bao giờ khuất phục trước thất bại, bạn sẽ có được vinh quang. Rồi ngày mai phải lớn đôi, bao sóng gió với những giọt mồ hôi. Trân trọng hơn cuộc sống này và học được nhiều điều hay. Đặt bàn tay lên trán nghĩ bao điều, chợt nhận ra mạnh mẽ hơn rất nhiều. Có lẽ ai cũng sẽ phải lớn để hiểu chuyện hơn, cuộc sống cho ta buồn vui. Dù sao thì cũng phải ăn cho thật là đau, chưa làm nhưng cũng hẳn là không làm được đâu, cậu có nhớ không? Người như ta sẽ không bao giờ chịu thua bất cứ ai. Cậu nói cái gì vậy? Mới bị có một lần mà đã bỏ cuộc vậy thì sau này lớn lên. Em lười học chị mắng em đi cho có động lực học ấy hả? Bố mẹ mày còn không mắng nổi mày, chị mắng thế đéo là được. Bây giờ học để cho bản thân mày thôi mà mày cũng cần người khác cho mày động lực thôi. Tốt nhất đừng đi học cho đỡ tốn tiền nhá. Xã hội bây giờ đất chật người đông, mày đứng im để cho người khác còn chạy. Bây giờ xã hội chỉ có chỗ đứng cho những người biết cố gắng, biết học hỏi thôi. Mai này ra ngoài xã hội nhá, mà thấy những cái người mà cậu có tiền có quyền, người ta khinh mình, người ta coi thường mình, người ta chà đạp mình, người ta sỉ nhục mình ấy, thì phải thấm cái cảnh như thế nào. Còn bây giờ mà cảm thấy không học được thôi, đi làm kiếm tiền đi. Cứ bảo rồi sống không vì mình trời tru đất diệt. Mày đã không sống vì bản thân mày đúng không? Học cho bản thân mày mà còn không học được, mày không sống vì bản thân này, tôi sống vì người sinh ra đấy nhá. Đi ra ngoài kiếm tiền, đi lo cho bố mẹ bà yêu cho.
khó khăn cậu phải vượt qua một mình, có những con đường cậu phải vừa đi vừa khóc. Nhưng sau tất cả, chúng ta đều sẽ trưởng thành như sóng gió. Những nỗ lực hôm nay chính là hành trang của cậu sau này. Xin chào quý hành khách thân mến. Chuyến tàu mang số hiệu 2023 đi từ ga 2022 sắp bắt đầu soát vé. Chuyến tàu lần này sẽ đi đến một năm mới bình an, hạnh phúc. Quý hành khách vui lòng không mang theo những cảm xúc muộn phiền, lo lắng lên tàu. Nhanh chóng kiểm tra và cất giữ những hồi ức, kỷ niệm.